Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2021, đồng thời xem xét thông qua một số đề án trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới. Tham dự hội nghị còn có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong 7 tháng đầu năm, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng khu vực công nghiệp và xây dựng có sự phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,67% so với cùng kỳ. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ổn định. Du lịch dịch vụ có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm. Doanh thu chỉ bằng 1/5 so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 24.294 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 613 triệu đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ và đạt 67% kế hoạch năm. Thu ngân sách tăng cao, khả năng vượt dự toán được giao, huy động vốn tăng khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 14.628 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Sau khi nghe ý kiến góp ý thảo luận từ các sở ban ngành, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo hài hòa giữa phòng chống kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 với khôi phục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chuẩn bị các kịch bản và phương án ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống, ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 về vật tư, thiết bị, hỗ trợ người dân đi cách ly, tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quy định. Về phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh đề nghị tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 74 của Chính phủ về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo trình tự thủ tục rút gọn, trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đôn đốc thực hiện nghị quyết số 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm sớm ổn định tổ chức và vận hành hiệu quả hoạt động bộ máy của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo duy trì các hoạt động hành chính tại các địa phương, ổn định đời sống nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế. Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở ban ngành tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, triển khai thực hiện các dự án. Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, lấy kết quả thực hiện làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Cùng tại kỳ họp, các thành viên Ủy ban dân tỉnh cho ý kiến thông qua các tờ trình trên Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp tới đó là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh, đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp doanh trại đồn biên phòng Vinh Hiền thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngoài ra, các thành viên ủy ban còn góp ý để thông qua việc bổ sung vốn từ nguồn tăng thu năm 2021 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng. Điều chuyển kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2021 từ dự án chương trình phát triển các đô thị loại 2, đô thị xanh cho dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế. Đề nghị sửa đổi nghị quyết số 11 của Hội đồng dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020.